quý vị và các bạn quay trở lại với kênh Thằng MC Channel. Song Hye Kyo đã nắm bí mật nào khiến cho Song Joong Ki bỗng dưng im lặng? Một số trang Hàn đã cho rằng có thể Song Hye Kyo đang nắm trong tay những bí mật của Song Joong Ki nên khiến nam diễn viên bỗng dưng im lặng và mất tích. Theo tờ Winter Hàn Quốc, Sport Cho Sun, động thái sẵn sàng đối mặt với truyền thông của Song Hye Kyo sau khi bị Song Joong Ki đệ đơn xin ly hôn, cho thấy cô hoàn toàn là người chủ động. Cuối tháng 6, Song Joong Ki bất ngờ thông báo đệ đơn xin ly hôn. Sau đó, phía nam diễn viên liên tục đổ lỗi về phía Song Hye Kyo. Tuy nhiên, sau đó bỗng dưng nam diễn viên mất tích và im lặng không xuất hiện cũng như không lên tiếng thêm bất cứ thông tin nào. Nhiều thông tin cho rằng, có thể nữ diễn viên hậu duệ mặt trời đang nắm giữ nhiều bí mật của Song Joong Ki trong suốt 2 năm làm vợ chồng. Cũng có tin đồn cho rằng có thể Song Hye Kyo nắm được bằng chứng chứng tỏ Song Joong Ki ngoại tình. Tuy nhiên, những thông tin trên chưa hề có căn cứ, cả hai cũng chưa lên tiếng chính thức về nguyên nhân ly hôn là gì. Được biết, trong lúc chờ tòa án giải quyết đơn xin ly hôn, Song Hye Kyo và Song Joong Ki đã dọn ra khỏi căn biệt thự chung. Nữ diễn viên dọn đến villa siêu xa xỉ, nơi hội tụ dàn sao khủng hàng đầu châu Á như Lee Jong-e, mỹ nam nhóm BTS, Han Cha-jung và Han Ji-won. Còn Song Joong Ki lại dọn về ở với gia đình. Hiện tại, nam diễn viên đang bận rộn trên phim trường Lightning Ship. Mặc dù đang đầu tắt mặt tối đóng phim nhưng Song Joong Ki lại tiếp tục nghiên cứu dự án mới. Song Hye Kyo và Song Joong Ki nên duyên từ khi hợp tác cùng nhau trong bộ phim Hậu duệ mặt trời. Đám cưới thế kỷ của cặp đôi đã được nhận được vô vàn lời chúc phúc từ cộng đồng công chúng. Câu chuyện tình đẹp của họ kết thúc sau 2 năm chung sống khiến fan cảm thấy tiếc nuối.